Chào mừng em quay trở lại với kênh YouTube Sơn Dược Vlog nha. Lâu quá liếu lử luôn. Anh em ơi, ngày hôm nay thì hôm nay là thứ năm nha các bạn. Hôm nay thứ năm, mai là thứ sáu, nếu không có gì thay đổi là mốt thứ bảy nha anh em. Thôi anh em mình chỉ thông báo vậy thôi. bữa nay thứ năm. Anh em ơi, ở quê mình mới bị lũ lụt xong nha các bạn. Lũ lụt xong thì thường thường là có cua có ốc chứ mà chứ đời rồi ở quê mình bơm thuốc cỏ từ sau các bạn là không có bắt cua bắt ốc được. Hôm nay anh em mình quyết định sẽ là chơi tắm cám nha. Hôm nay mình là coi như là mình làm mẹ tắm cám đây. Phát cho anh em mỗi bên một cái đây. Anh em sẽ ra ruộng đi mò cua bắt ốc nha các bạn, về bán cho mình. Anh em ơi, hôm nay thì mình chia làm hai đội đi, hai đội chơi cho nó công bằng đi. Đây là anh ghi số rồi. Bên nào cùng số thì hai người một phi. Chứ không phải một phi điện thoại như ngày xưa ấy. Không, bữa nay cho anh xui đi, bắt thăm đi. Ok không? Đâu. Chọn. Còn từ cuối cùng là cho rằng bỏ vô cho gùi trong này rồi chọn đi chứ. Cần như gùi bắt phí cái gùi là rút số 2. Rồi còn trong đẹp. Để dưới đấy luôn. Gùi số 1. Anh hai số gì? Vịt số 1. Anh hai số mấy? Vịt mà. Vịt là số mấy? Số 2. Vịt là số gì không có. Đừng nói vịt vịt số đề. Kiểu vịt đẹp xéo bò hài vậy cháy luôn á. Rồi vậy là anh Hà Trạm Dương toàn một phi phải không? Ừ. Anh Hải Vũ Phi vẫn là một phi vậy. Tôi ở dưới này. Tôi với ông Trạm. Ok. Rồi, bây giờ anh em mình sẽ lên ruộng đi mò cua bắt ốc nha. Có gì ông Trạm? Có được mớ ốc. Toàn với anh Hai đang trên phía kia nha các bạn. Vũ đang mò hàng cua phải không sao? Cua gì vậy Vũ? Có lượng con bự mấy, mò quét đi. Cua đây có tâm lưới thả nó cũng có nè, mà cỏ này. Nãy kia biết là sao rồi. Con gì vậy? Cá nào vậy? Nghe đây không? Cái gì đây? Cá lép à? Có gì biết. Từ nó chạy đục nước chạy mất. Nhanh đây không? Lép à? Đâu rồi? Cái gì vậy? Rô. Từ đừng làm đục nước. Nước lớn quá mà. Phi vậy? Mất cả đây. Phi. Ê, đông nước vô. Đứng im. Còn đây bán bao nhiêu tiền hả? Ê con cua. Đừng đông nước. Ê con cua vậy? Cua lợp. Mình chia vậy? Cua đây mới ngon. Phải không Vũ? Bỏ chưa? Nãy giờ hả? Cua đây giá trị mà trả. Thả. Cầm. Úi trời. Không rồi. Chết mày đâu. Cô đây không? Cô bắt đường cá đem luôn cho tao nướng nha. Ừ. Ê được chưa? Đứng im đục nước. Nói rồi của mình nữa. Cá thiệt bự. Đây nó qua đây mắm nậu ư? Con chuột cái này. Đây mà có con chuột này. Nước này là sẽ khó. Ê, mình xui lớn chuột nó đi chơi nó mệt chứ. Mày cái nèm nó ngủ ngủ gục lên bát cho. Ui dưới kia em bắt con gì mà lo dưới ha. Mới thấy tức thì á. Đây. Dùng cái tay em cái tay vô. Được không? Được rồi. Dính không? Dữ. Rồi bỏ lưng anh nướng này vô. Wow Dương ơi. Con này là chắc là sau cơn lụt cái là nước rút nó mắc cạn. Nó ra bờ không được, nó còn ở trong cái đám ruộng này. Vậy là mày kiếm thêm nè. Tao nghĩ này còn nhiều á. Thôi em cái rô. Điên qua đâu, nhiêu đâu. Ốc nhỏ vậy. Ốc đây là ốc đây là 1.000 một ký nha, ốc nhỏ quá mà. 1.000 mua mét với cho. Ốc đây cho heo cho gà ăn với ai ăn được. Cũng được 2.000 chứ. Ở quê mình công nhận cái đồng quê mình nó ít đồ ăn thiệt các bạn ơi. Ốc bia thì nháy không à. Ốc bia cỡ này nặng mấy đâu. Tí tí. Chuột thì cũng không có luôn. Có bao nhiêu đây? Ốc ở quê nó tí tí không nhỏ, nhỏ trùng ốc rồi. Hình như ốc người ta bơm thuốc ruộng, ốc lớn chết rồi sao ta? Chưa, hình như chưa tới, chưa nước chưa rút nó chưa có ốc nha. Cua cũng không có luôn à, đừng nói cua cũng không có luôn à. Không có cua mà. Sao cua không có luôn là sao? Bây giờ có thấy cua nào đâu mà canh đêm rồi mới đó chạy ra chứ canh ngày không thấy. Đây cua cho chuột vậy. Con này một cua đi. Ui, con gì vậy? Chặt con gì chuột không? Được không? Rồi trúng không? Một tí cũng trúng hả? Quả đâu nhá. Để đâu? Đây phải, con đá.
Còn em thấy cô thử có cua này. Nãy giờ ốc đấy định giá mới được 1.000 một ký chứ nha. Không anh Hải dân đoàn làm sao làm á? Ốc gì ngàn ký rẻ trời. Ốc đó mà sao ăn được chứ, nên về em bèm cho mấy gà ăn cho vui chứ. Quê mình nghĩ là do người ta bơm thuốc nhiều quá các bạn. Mấy con bây giờ nó đi đâu hết rồi sao? Trứng trứng ra chạy được không mà về xào đó lắm. Tiến, còn dư hả? Ông Hải nhiêu rồi? Gần đây thùng rồi. Ủa, sao tôi dư đại thùng mới được về? Tôi Vũ đi chạy tìm mới được 2-3 cua về. Dương con về với ít ấy chủ yếu mình bắt cua chứ còn nhiêu 10.000 con cua đúng không? Ừ, mùa đây cua nó hiếm mà. Con gì hiếm này là giá cao rồi. Có chuột nữa, con chuột là 100.000 một con nha. Trời trời lớn luôn mà. Con lươn là 500.000 nha. À, có cua. À, có không? Đúng tụ. Giữa như lâu là em thấy bắt con cua đồng hàng, em tự mắt anh coi thử vô. Anh Hải đang thọn cua đắp trúng cục đá mà la làng. Wow. Mười ngàn. Wow, dữ. Được. Ê, tao có 10.000 nữa nè. Cứ bác là 10.000. Trung điểm rồi. Anh mấy nay dụ mình rồi sao các bạn? Một đêm nữa. Quá. Đâu mất lậu. Ủa mất rồi trúng nó mà ta. Ê, nó nè mùa đó. Mất luôn à. Thuộc nó chạy ra ngoài đi tìm một. Hai chuột. Lúc nhỏ tao và chị tao mấy em đi bắt hàng cua, mắp hàng cua. Tao cũng bị như mày, dính con rắn đúng không? Ừ, mắp nguyên cái đầu rắn luôn. Mà chị tao, chị gái tao á. Tao bị hôm tao cũng mắc hồn nhiều đấy không? Mày rắn nước mà. Mà mày sợ rắn mà mày mắc ở đấy chắc mày cũng mắc hồn á. Có xỉu không? Không xỉu nha. Hay là mày sợ rắn từ lúc đó luôn? Ý nhẹ cả tửng chứ. Tao nghĩ mày sợ rắn từ lúc đó luôn á. Ủa hình như cái ẹp nước á trời là cố không ta? Kêu ẹp là có à. Tao biết rồi. Vũ được kêu bạc. Ê. Đợi hôm á thuộc cái này. Đợi hôm thuộc cái này cái là nó có rồi chạy nó đụng cái tay mày nè. Nước nó vô nó có lật hơi hết rồi. Thuộc da chắc nó không đụng cái tay mày. Cái tay tôi bự, mấy cái lỗ quá. Cái lỗ chuột. Không, mình làm cái lỗ, mấy cái lỗ dài là mai mốt rồi. Chuột vô ở luôn hả? Chuột vô ở luôn á, khỏi cần banh luôn á. Hàng nào mấy này cũng mò luôn à. Giờ mà 10.000 con rồi. Phải mò chứ, tát nước vô chứ. Chút nữa mình mò sao cái mình về mình bán cái mình mua thịt bò và chế gói mì tôm ăn cho lại sức. Anh em ơi, anh em thấy cái hồ này đẹp không? Đây là cái ao với cái hồ nữa các bạn. Người ta đặt tên là ao Xuân Phong mà. Nhìn phong cảnh hữu tình ha, quá đẹp. Ở miền Tây ốc bươu nó chập bá vậy nè. Ốc bươu mình là cỡ này mình thấy là hết to nổi rồi. Gì? Từ. Ê, gã nào cũng đừng đem nào. Ê đừng nói. Có khi nào mà bắt cái game bỏ vô không? Bậy rồi, kiểm tra đàng hoàng nha. 5 con rồi, bây giờ kiểm tra đàng hoàng á, giỡn không? Mắc hàng cua. Vậy là con cua kình là cua đực. Nó vô hang thăm cua cái. Ê, rửa coi cho coi luôn nè, giỡn không? Cái sạch. Đây luôn. Một con đực, một con cái nè. Một ổ. Vũ các bạn, Vũ. Em nhớ mày hát con cua gì không? Con cua đực suốt đời vậy? Suốt đời nằm im. Suốt đời thấy chung. Là sao nó kêu thấy chung là sao? Là con cua cá nó cá nó đi xe chồng hay sao đó. Không phải. Con cua cá rồi nó lột da, nó lột á, lần cua đực đi kiếm màu cho con cua cá ăn. Phải không? Mà chừng con cua đực nó lột da, nó lột vỏ, lần cua cá đi ngoại tình. À phải không? Phải. Cho anh em xem con trâu ở quê mình nè. Con trâu nhìn mặt ngầu ghê ha. Ở quê mình trâu hiếm lắm các bạn ơi. Nguyên thô mà bạc may có được một con hay hai con trâu là cùng với mấy đâu mà. Còn quá trời mà không bắt được. Nhìn mặt ngầu ghê không. Con trâu con nữa nè. Trâu con dễ thương không. Quê nhìn đẹp không. Mát quá ha. Mát nhau xíu mà nó có sừng rồi ha. Con trâu hung ghê. Ô, nó sẽ mất dài tính không. Còn sống không. Còn sống. Nó bao rồi mà. Vậy? Hả? Nó bò được mà nó bò không được không? Ê, nó bò bình thường nè. Mày để cho nó sống ta. Cua ốp mà. Ý thề vậy rồi nó. Không, con cua shop mà. Tính 10.000 chứ mày hiểu rồi thỏ rồi. Tính rồi đấy, 10.000 nữa. Ê, con cua thay vỏ là sao anh thay vỏ vậy Vũ? Thì nó tới thay định kỳ á. Ê, bây giờ nó có cứng lại không? Có chứ. Cứng lại thỏ cho nó cứng lại đi hiện. Giống như vậy hả? Không, thỏ chừng là nó cứng nó đây bét lại. 20.000. 10.000 chứ. Rồi 10.000 mà thả đi. Nhớ nói nha, chúng ta hay quên lắm nha. Bây giờ anh em mình đang kiểm tra lại cái chiến lợi phẩm của anh em mình nha, coi tình hình như thế nào nha. Còn nước đâu không nhỉ? Nước là sống chứ. Khoan, từ từ. Nãy là quy định là một vỏ rồi là về nha. Ok, một vỏ này hết. Ai về trước thì tính tiền trước đi. Anh Hải Dương Toàn. Số hàng đi. Dạ.
Ủa ốc không rồi? Ốc không hả? Ờ. Tự lên coi thử ốc ngon không? Ốc bự không? Bự bự không mình. Nhưng mà một cua chạy đâu trời ơi. Được bao nhiêu con anh hai? Cua có đâu vậy? Cơ tầm 4 bé. Cua bé bé cả. Ông trời. Bé đi con vậy? Ông hiển qua con hiển ngực trứng đàng hoàng. 5 6 7 8. Con này kia nữa 9. Con kia nữa 9. Con nào con nào? Con lộc con bữa. Biểu tính tiền này thở đó. Biểu tính tiền 10 ngàn đó. Anh quên mất cái đúc đó không ngàn. Nghĩ sao vậy? 90 ngàn. Dương có nhiêu? 50 hả? Là trăm trương. Vậy ông chưa hỏi mà tự mong tự ra giá vậy? Hồi nãy ông nói mua gió đâu vậy? Bởi vậy đây chừng đại con cá rô rồi. À biết ông hiển mua. Hàng hiếm mà. Bán có giá rồi rồi. Cỡ 2 kg à? Trừ nước rồi cho 2 kg trời. 2 kg. Giờ ốc ra cái trời. Bữa nay giá thị trường ốc ốc bươu vàng là nhiêu một ký? 23 ngàn vậy. 30. 30. Anh em nhìn má đi. Hồi nãy em sờ trên mạng á, em sờ trên mạng thị trường ở xã mình á, 2 ngàn một ký ốc bươu nha. Trời trời. Nhưng mà 2 ngàn một ký ốc bươu vàng á, nhưng mà ốc bươu lớn mới 2 ngàn, còn ốc bươu nhỏ ở đây thì 1 ngàn ký. 1 ngàn rưỡi. Không ngàn rưỡi đi anh em. Cha nó để mình xà mình đâu để em anh làm ăn được luôn đi. Mua ốc gì ngàn ký trời. Bao nhiêu đây? 2 ngàn 4 ngàn luôn. Tôi đi bắt cả buổi ốc đi mua 2 ngàn này. Chị ốc này nó như con út ốc đi cho gà ăn chứ làm gì cho ốc nhỏ thì có tiền nhỏ chứ mà solo dần được 15 ngàn ký. 15 ngàn ký này mua solo 15 ngàn luôn được rồi. Anh Hải Vân Toàn thôi anh em tình cảm 5 ngàn đi. Vớt vát cho 5 ngàn ký. 2 ngàn rưỡi. Bây giờ 20 tôi còn không chưa không bán. Dặn nén sáng giờ nghỉ thao qua 20 ngàn. Vậy là không bán phải không? Không. Rồi không bán cho anh em làm gì làm tùy. Đó. Bây giờ tôi qua tôi mua bên cái chợ bên này đó. Chợ Trùm Hổm này. Ốc này tương đối bự nè. Ốc đây khá bự hơn xíu là ốc bươu vàng đúng vàng luôn. Ốc đây tôi bán còn giống ốc chết ta. Còn ông cô lưng ốc chết. Không, ốc sống đâu. Chết là đúng. Lựa cho anh nghe. À, lừa ốc được bỏ lấy ốc cá thôi nha. Anh mua ốc cá thôi. Mua solo đi. Biết ốc cá là ông nào. Mua solo luôn hả? Ừ. Solo bán 1 ngàn ký. Thôi bán ốc đây bự hơn bán 3 ngàn ký đi. Anh em tình cảm lắm rồi á. Chịu luôn. 3 ngàn ký đây cho 2 cái lưỡi nha. À, cua đây được 8 con phải không? 9 con chứ 1 con hồi nãy bỏ phải không? À. Là 10 con á. Ây da. Rồi 10 con phải không? 9 con à. 9 nhân đây. 10 là 9 nhân 10 là 90. 90 cộng với 3 ngàn rưỡi. 3 ngàn rưỡi là bao nhiêu? 97 ngàn. Với 1 con cá rô đây bán 50 ngàn nữa đi. Làm bao nhiêu tiền? 147 ngàn 500. Rồi 147 ngàn 500 phải không? Tao lấy 100 rưỡi chẵn luôn á. Vậy lấy 1 rưỡi chẵn á. Bán 10 ngàn con. Dạ mua phá giá dữ rồi. Ok. Tao lấy 100 rưỡi. Bây giờ anh mua cua 10 ngàn con tốt. Em đi bán gì báo vô không? Ủa? Không. Đâu nói. Anh chỉ mua cái này thôi. Cái thị trường mà con cá rô 1 ký có đem ngàn. Cái thị trường chứng khoán bây giờ nó vậy á. Cá rô đâu mà bán 1 ký có đem ngàn. Ốc không ngờ ốc cho gà ăn mà thấy nó luộc lên cũng nhìn cũng đẹp của anh hai ha. Dễ sợ ốc cho gà trời. Sao? Bên đây làm món gì đó? Chà, ốc om chuối. Ông giờ ông thấy ốc bio ốc om chuối. Lại là độc lạ nữa ha. Ủa, sao trời? Ốc om chuối. Có ốc om chuối có mà. Có không? Có. Nhưng mà cái đây chỉ lấy cái đầu thôi chứ còn cái mình thì bó tay nha. Tôi thấy quán chưa nào bán ốc om chuối chát á. Ốc om chuối chát. Rồi om chuối chát thì chưa có chứ om chuối đầu có. Còn bên đây, Vũ. Thịt ba chỉ luộc cuốn bánh tráng chấm mắm nêm. 2 miếng thịt ba chỉ nha. Với một theo rồi sống, lỗ rồi sống. Bây giờ làm với mua chai mắm nêm. Cộng thêm 2 lon Pepsi. Đủ tiền không? 148 ngàn. 148 ngàn hả? Mua vừa đủ luôn hả? Dữ ha. Mà lỗ tôi bị hớn cái là thịt đây vô biểu bán thịt cái xéo lạng mới kêu 130 ngàn ký, xéo lạng mới tính kêu 90 ngàn, cái lỗ tôi quên cái thâu mới tính 90 ngàn, bây giờ tính lại báo 78 ngàn. Bò luôn ấy ngàn. Là lỗ 12 ngàn đó. 12 ngàn. Vậy anh Vũ bù lỗ đi. Bù lỗ gì không phải. Tôi về tôi lấy thuốc anh Vũ để tính tiền tính luôn. Ông kia tôi, thâu. Tôi là người thiệt tình, người ta nói sao là tôi đưa vậy. Tôi không tính. Bò đã băng vàng quá chết. Kệ bỏ băng vàng kệ bỏ chứ giờ tôi không tính toán. Ồ chả nó miếng chấm không mà đã ngon như nào rồi. Em như Leo. Mắm đây tên là gì? Năm. Món này nấu còn ngon gấp mấy lần cái món nó đi sao rồi. Anh hai anh bên đây anh cai thịt mỡ rồi cho nên anh không muốn thịt heo đâu. Đúng không anh? Có ốc các bạn ơi. Ai cho nên ra đây là bị đất nó ít quá nha. Ốc ông chỉ cát các bạn ơi. Chỉ cát đâu? Cát đây. Đâu, nó bị dưa nó mới đẹp lên heo. Nó bị dưa nè. Vị tươi ngon á. Cái gì xin đảo ha. Ồ. Còn mình ăn nướng cũng ngon mà không cần đâu. Mình ăn dài cho nó tích lượng cũng được. Món này cũng được. Nhưng mà ăn là giúp càng ngon. Món này phải làm xiên mới được. Đúng không? Chắc là nghệ này. Cua gì nó càng quá vậy. Cua. Đúng quá. Ê bỏ lá nghệ vô thôi đó mang ơi. Món chuối là có lá nghệ nè. Hết bà luôn. Thơm á. Cái gió hướng gió phía anh này nó qua thơm cực kỳ thơm luôn. Thơm không? Đặc trưng lắm.
bánh tráng mì nhì. Mì nhì. Đây. Còn bánh tráng mì nhất là bánh tráng gì nữa? Nhất là nó về bánh nó về cuối rồi. Em không rành. Nước đây này. Vô chưa? Vô đây. Anh Hai biết nước bánh tráng không? Biết chưa. Nước bánh tráng là phải săn cái quần lên. Nước bên hầu. Săn cái quần lên và nín thở bánh tráng nó mới thẳng đường anh Hai. Thôi. Nước bánh tráng là nín thở rồi săn cái quần lên. Săn quần lên vậy? Ừ, rồi chừng là bánh tráng nó chín thâu. Nó mới thẳng được cái bánh tráng. Thẳng chưa? Nó giòn nó xốp nữa. Mời tất cả anh em vào ăn trưa với anh em mình nha. Hôm nay thì giới thiệu anh em hai món. Ồ, cái món này giống món. Món đây là khó nấu nhất nè các bạn, thịt luộc. Rất khó nấu. Ở những nhà hàng không? Món này giống nhà hàng quá. Đẹp đẹp. Để em đem để biết thiếu gì không? Đang ở nhà chòi mà nhà hàng gì không? Anh đang cấp tay nghề của em. Cua đâu vậy? Này. Anh Hiển cho, ông Hiển cho á. À, bỏ ông Hiển mua, ông mua rồi ông cho ai cho chứ trời. Cho ai cho chứ. Mời anh em nha. Mời anh em nha. Em đem để thiếu cái khóm á, cái khóm này cái thơm vậy. Chắc mình nhìn mình bỏ vô nó rầu vô. Đón đón, em thử đây. À quên. Chúc mừng năm mới. Anh review con cua để bánh tráng vô luôn. Anh em vô. Mời vô. Mời anh em Toàn với anh Hải nha. Vô. Trời ơi, bá đạo luôn, đúng vậy mà làm sao. Anh Hai bị bánh tráng kẹp con cua. Mời cả nhà nha. Rồi, bánh tráng kẹp con cua. Vậy hôm anh em cứ ăn cua xanh rồi bây giờ. Con cua cái càng này. Mời cả nhà làm cua thích luôn. Ngọt giòn lắm này. Mời cả nhà nha, mời anh em nha. Ngon không? Thì thốt cái này thơm mà. Thơm không? Ê, anh chú Hải. Cua ngọt ghê. Anh ăn mà sao anh cứ dồn dồn qua đây. Dồn qua mấy con thịt mỡ đi. Anh nói gì? Ngon. Nói gì kỳ vậy? Cua ngon gấp mấy lần mỡ rồi. Món này mày ăn hoài đúng không này? Ăn hoài. Cua ngon. Em ơi, cú một là miếng mình cũng bảy tám miếng thì vô rồi mới đã. À, bốn miếng luôn. Trời bốn miếng luôn. Trời dày luôn. Ăn không hết là phải trả lại tiền ăn. Ăn cái đây, mình ăn phong cách theo kiểu là giàu mà. Tiền đâu, ấy đâu, cua đâu. Ê, bây giờ anh thử đánh trạm viên vô ăn hết vậy thì để em giỏi á. Gì cũng hết trời. Bạn đi mình ra vô ra bán quán rồi bán được chén về 30 ngàn, ai ăn thử vô thử ghiền luôn. Còn cho anh miếng ốc với miếng chuối anh coi thử nè, ngon. Anh cũng lần đầu tiên ăn món độc lạ anh thích. Món ăn cơm nè. Em nha, ốc, chuối. Ồ, ngon quá. Hồi giờ bữa nay trong đài ăn ốc bìu lần này là ngon nhất đầu tiên nè. Ốc bìu già, chuối này chắc chát mà có độ ngọt của nước dừa ra nữa, bánh tráng giòn. Chứ đâu ai nấu ốc bìu mà ôm chỗ chát đâu này. Còn khỏi nên Toàn nấu rồi thì anh Hà anh kèn chứ anh Hà ngon, ngon. Cắn ăn ngon. Ngon, món của Toàn ngon. Nên tới là món được ngon. Hồi nãy là anh làm dụng miếng rồi, quá ngon, cái miếng chấm ngon cực kỳ. Còn khuyến cuối cùng à, còn Vũ làm hết cái mấy miếng mỡ cho anh Hà. Ngon quá nè. Anh Hà tôi làm mấy mỡ cho anh em thông cảm với em với Vũ chưa. Ô, cái mỡ. Anh đi cái đồ vô. Anh ăn ốc mà cứ vậy. Ăn ốc mà sao cứ điển điển qua bên này rồi. Nãy anh bắt cua anh tiến quẹo cổ á, anh nhìn nè một bên á. Mời anh em làm cuốn bánh cuốn cuối cùng nha. Ngon quá Hà. Thấy chưa? Bên này Toàn làm hết luôn Toàn. Cái nước của Toàn á, cái món ốc em kèm như cái chua chát á, nó làm giảm cái độ hơi bị nhớt nhớt hay là ái của con ốc á, làm kìm cái hệ tiêu hóa nữa, rất là ok. Chát vô ngon. Đúng bà luôn. Toàn bên này còn sao? Cái giớt à? Còn cái thịt mỡ kìa. Về mà em. Wow. Có mấy cái kìm em kẹp vô nữa. Đúng bà. Sao nó gun gun nữa trời. Khó, khó quá bỏ qua. Anh Hải. Khó quá quý rồi. Sướng chưa? Ăn này uống nước coca. Bữa đây một bữa là chất lượng. Anh em mình ra đồng. Tiếng cái là ở quê mình, đồng ruộng quê mình đó các bạn. Nãy chú xưa thấy còn cái cảnh mà bắt đồ mà len le bò trường đâu. Mấy sao mình mấy vừa ồn thấy không? Ở mình mấy con đập lại dù như rán rồi lươn rồi ế. Có rà đâu, chích điện đâu hết trơn cái gì. Đơn giản như ốc bưu mà bắt là túc túc không chứ bự cũng không có. Đúng rồi, cua thì sao? Ốc bưu mà nó bự mà cỡ như bi to ra. Mình nướng tiêu xanh ha. Ốc bưu mà to như cái niêu mà đã. Anh em ơi, mình xin tạm dừng clip tại đây nha anh em. Anh em mình thấy cái đám ruộng sình sình lầy lầy hôm nay ấy, đi lên ruộng thấy cảm giác nó sướng quá. Anh em mình dự kiến là ngày mai anh em tổ chức đá banh ở trên cái ruộng ruộng lầy ruộng sình này. Anh em nếu yêu quý hợp lý anh em cho một like. Dạ là bắt xa gặp ra anh ấy. Chính xác. Anh em cho một like, một đăng ký để anh em mình chơi cái trận chiến đá banh trên sân ruộng lầy trở về tuổi thơ luôn anh. Vũ, giảm cân là vừa. Bắt thêm bắt phi nữa chứ. Bắt thêm bắt phi chứ. Đồ Vũ mà chịu phi thai chứ cái đúng luôn. Chào anh em nha. Cảm ơn rất nhiều đây quý ủng hộ Sơn Dương Vlog nha anh em. Chưa biết ai á, giờ tôi chạy không thì tôi không thì giữ EP đây tôi đẹp.